Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với chất độ của mình là Hiếu Béo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thể loại game hoàn toàn mới trên channel của Hiếu Béo. Mình giới thiệu các bạn tựa game mang tên Jump Force. Tựa game này hiện tại đang được phát hành trên PC, PS4. Xbox mình cũng không biết là có phát hành hay không, nếu quan tâm là mình, bởi vì mình chỉ có PC và PS4 nên đó là hai hệ máy mình quan tâm thôi. Thì anh em nghe cái thể loại lạ trên kênh của mình thì mình giới thiệu Jump Force là một thể loại đối kháng. Nó giống như kiểu Mortal Kombat, là như anh em không biết Mortal Kombat về đối kháng là gì thì nói luôn là game giống như kiểu rồng đen. Đối kháng nghĩa là hai thằng đứng hai bên đánh nhau, hoặc là đứng ngang, đứng dọc hoặc đứng chéo, nói chung là hai thằng đứng nhìn nhau và đánh nhau, nó gọi là đối kháng. Và chúng ta phải dùng các cái combo cũng như là skill kết hợp chưởng tạo ra những cái combo đẹp mắt. Và guess what, anh em đoán xem, mình thì rất tệ ở những cái thể loại này, nhưng mà hiện tại là cả thế giới đang rất là hype cái game này. Mình nghĩ là lý do gì mà mình lại không chơi thử game này đấy. Nếu như anh em thực sự mà thích cái thể loại game như thế này mà anh em thấy hay, anh em hãy cho mình một cái like cho video này và comment phía dưới cho mình biết là anh em thích cái series này, và hãy nói cho mình biết là để mình có thể biết mà ra thêm các tập tiếp theo. Thì bây giờ chúng ta đang ở cái menu thì chắc là chúng ta sẽ vào game luôn thôi anh em nhỉ. Let's go. Ôi, mình tệ cái game này vãi đái luôn đấy. Nó đã xảy ra mà không có báo trước. Cái gì đây? Ha ha. Một thành phố khác chuẩn bị phá hủy. Tốt lắm chúng mày. Nếu hiểu chuyện gì đang xảy ra các bạn ạ. Chả hiểu sao mới vào xem phá hủy thành phố dăm ba đứa nhân vật của Dragon Ball hả? Chó gì ấy? Siêu nhân à? À thằng này là Son Goku mà đúng không? Cái gì đây? Tao không thấy bạn của mày đâu cả. Tao không cần ai để giúp tao đánh mày. Thế giới này chuẩn bị xong rồi. Mày không có quyền quyết định. Mày không biết thế nào đầu hàng đúng không? Hãy ăn trưởng của tao đi. Ha. Tội nghiệp thằng bé. Mày mà không né thì có phải tốt không? Đéo tự nhiên vào thấy 7 viên ngọc rồng, khó hiểu vậy. Nào, cậu hãy kiểm tra mẹ tình trạng máu xem nào. Đấy, với cái tỷ lệ như thế này thì khả năng sống sót rất thấp. Thế thì ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Hay quá, cậu dậy rồi. Cậu đã bị tấn công bởi Phi-phi-phi-re. Chỉ có một cách để cứu tính mạng của cậu. Chúng tôi sẽ phải mang cậu trở lại với tư cách là một người anh hùng. Navigator, chuẩn bị tái dịch. Vâng thưa ngài. Wow, khối lập phương của Transformer. Gì vậy? Tạt vào chim à? Vậy tôi là cái quái gì này? Hai thằng nào ấy? Để mình let me be clear, để mình làm rõ lại với anh em nhá. Mình không biết tựa game này nội dung nó là như thế nào. Chỉ biết là cả thế giới đang rất hype về nó, nên là mình thử sức thôi. Mình không biết là trong game này có gì cả, có Naruto, có gì, One Piece, có Dragon Ball, không biết có Doraemon và Nobita Chien không thì chưa thấy, bởi vì tất cả nhân vật ở đây xuất hiện đều hầu hết là đều bước ra từ truyện tranh Nhật Bản mà, đúng không? Thì phải nói thật với anh em là trong số này chắc là mình biết mỗi Naruto, còn Dái Rồng với cả mấy phim còn lại thì mình không xem, mình không biết. Nên là nếu như mà có vài đoạn mình đéo biết dịch như nào thì anh em cũng thông cảm nhá. Nhưng bây giờ game nó cho mình tạo nhân vật đây thì có chắc là mình đã vào vai là anh hùng.
thì mình tạo nhân vật khá là nhiều rồi và toàn bị anh em gọi là phân biệt giới tính rồi. Anh em bảo ui ôi ông lão hiểu béo này suốt ngày tạo mẹ nhân vật nữ, suốt ngày vào tạo để ngắm đít, ông phải game thủ không ấy, ông vào ông chơi game ông trải nghiệm ấy, ông ngắm đít, ông ngắm chú ấy. Chính vì các bạn nói quá nhiều mình tạo nhân vật nam. Ok, mẫu A, mẫu B, mẫu C. Trời ơi, cái thằng này nhìn giống thằng thằng gì trong Naruto ấy. Đấy, phải nói anh em mới biết mình là mình có xem Naruto không? Mình có xem Naruto. Thằng này giống thằng thằng đéo ấy dùng cái thuật bóng ấy, quên mẹ. Thằng này tóc hơi giống kiểu Final Fantasy quá nhở? Thằng này da đen. Nói thật là mình không phân biệt chủng tộc nhưng mà mình không chơi da đen. Nói thế nhanh, ok. Thằng này trắng quá. Thằng này thì vàng vàng, thằng đen, thằng trắng. Đa sắc tộc quá. Cho mình chơi thằng này đi. Ôi ôi. Thôi tôi lấy nguyên cái mẫu này có được không phải không? Để lấy cái giọng mà. Tôi nghe chả khác gì nhau cả. À, mình thấy cái giọng này hay này. Ôi, chắc để nguyên này thôi anh em ơi, cho đẹp mình tạo xấu hổ mẹ. Yes. Oh, ok. Yes. No. Cho tôi chơi single đi please. Chúng ta đến với chương đầu tái sinh. Có vẻ như việc tái sinh đã hoàn thành. Xin chào chủ nhân, tôi là Navigator. Tôi sẽ trợ giúp anh ở trong các cuộc chiến. Phi-ze! Thế giới này không phải là của mày để mày gây sự. Ha ha. Sủa to đấy, tao không biết mày sủa được ngay bao lâu nữa. Hãy đi thôi, ở đây không an toàn đâu. Mẹ kiếp. Tôi nghĩ là cậu sẽ phải đánh nhau để đi ra khỏi đây rồi. Đừng lo, cậu bây giờ khá hơn rồi. Cái khối năng lực bên trong cậu sẽ cho cậu sức mạnh, hiểu không? Oh my god. Xem sắt cutscene xong lại còn phải xem tips. Ok. You may skip it by defeating. Ok, mình có thể. Ok. Hai thằng đánh nhau lại còn có thằng đứng ra giải thích đánh nhau. Bên phải là máu của đối phương, đúng không? Chỗ. Cái gì? Chạy kiểu này là Naruto rồi có gì nữa. Cái này thì biết rồi mà. Hấp dẫn này, thú vị đấy. Nhầm mấy tê. Ra đây mày. Chó. Thấy. Sổ má, con bát sướng vậy. Chó. Hay, nhưng mà sao mãi mình không xong được cái rush kia. Sao mãi nó không xong cái rush, à cái rush nhỉ. Chết mẹ rồi còn chưa hoàn thành. Xàm mãi.
hiểu. 10.000 vàng. Đánh nhau khá phết, hiệu ứng ok. À mình thấy cái góc này đánh nhau giống cái Dragon Ball Z này đúng không? Rồi, một thằng chết đầu tiên. Navigator. Navigator, hãy lấy cái cục kia đi. Hãy chà. Mày không định ra gặp bạn mới à? Chúc mày ngày mới tốt lành. Bố mày đi đây. Xàm vãi. Cậu ổn không? Tôi ổn. Cảm ơn cậu đã hỏi vì mặc dù cậu đéo vào cậu giúp tôi. Cảm ơn Chúa Trời. Tôi phải nói rằng cậu đã làm rất tốt trong trận đấu đầu tiên. Nhưng mà tôi chưa bao giờ hỏi tên cậu. Tên cậu là gì? Hiu Cú Bự. Đúng rồi. Luffy và Naruto đã chắc là giờ này đã cứu mọi người xong rồi. Được rồi, với cả tôi đói quá. Cậu cũng thế, Hiu Cú Bự. Cậu có thể tham gia cùng bọn tôi ở trang trại, à ở trại. Ở đấy hơi bị nhiều thức ăn luôn. Bật cổng dịch chuyển. Ôi. Mà this game. Mình không biết phải nói gì đối với những game Nhật Bản các bạn. Game xuất xứ Nhật Bản thì đừng hỏi. Chúng ta đến rồi. Có một cái máy nó cứ dịch chuyển mình chỗ này chỗ kia thấy lạ quá. Trời đất mẹ. Mình không biết bối cảnh game này nó như thế nào luôn anh em ạ. Nếu như anh em mà có thắc mắc thì what the fuck is this game? Kiểu, what kind of game is this? Thì mình nói cho anh em đây là game Nhật Bản. Ok. Goku đã quay trở lại rồi. Xin lỗi mọi người. Fize trốn thoát rồi. Đừng lo. Chúng ta lần sau sẽ hãy bắt được nó. Thế chúng ta có gì để ăn không? Tớ đói quá. Hi hi hi. Tớ ăn mẹ hết rồi. Sao mấy thằng này giọng bựa ấy nhở? Thằng nào cũng đô con mà mẹ nghe cái giọng muốn chán rồi. Muốn ăn F4 rồi đấy. Mọi người từ thế giới của cậu chắc là rất sợ khi mà lần đầu bước đến đây. Chào mừng đến với chỗ Umbrella. Đây là nơi mà chúng ta chiến đấu với những con Venom cùng nhau. Tên tôi là Glover. Tất cả chúng ta đều đến từ cùng thế giới như cậu, cả tôi nữa. Nhưng không phải họ. Hãy để tôi giải thích. Họ có rất là nhiều thế giới ở bên ngoài. Đấy, có những cái thế giới mà chúng ta còn đéo biết là có thật. Và cái thế giới đó hay thường gọi là Jump. Đấy, có những cái con Venom xuất hiện và chiến đấu làm loạn ấy, thành ra chúng ta mới xuất hiện ở đây. Làm thế giới của chúng ta đảo lộn trật tự, hiểu không? Goku và Trunks như Jump の世界からやってきたヒーローと君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そうだ。今の君には彼らと。Nói chung chỉ cần biết bọn này đến từ thế giới truyện tranh. Đấy. Còn thằng đẹp đẹp trai da trắng cơ bắp kia là hiểu béo. Các bạn hiểu chưa? Có chúng tôi hay gọi nó là cái cục Umbre. Cái cục đấy đến từ những con Venom mà cậu đã đánh bại. Đúng rồi, Venom cũng từng là con người. Chúng nó là hậu quả của những cái cục về năng lượng. Nói chung là những cái con Venom đấy đi đầu đồng người khác và dần dần đang tăng trưởng. Nếu như chúng ta mà không hành động thì cả thế giới sẽ bị rơi vào bàn tay của chúng để ngăn chặn bọn Venom.
Lần này sẽ không thể đủ để đánh bại. Chúng ta phải đi thu thập thêm các cái cục đó. Cậu sẽ tham gia cùng bọn tôi chứ, Hyukubu? Yes sir. Bây giờ cậu cũng là thành viên của Jump Force. Chúc mừng cậu. Lại đây chúng tôi búng chim cái. Wow. Trong này mình biết mỗi giọng Naruto, còn mấy giọng kia mình đều biết. Thế kế hoạch tiến triển thế nào rồi? Có một đội gọi là đội Jump Force đang cố gắng giữ lại đội hình chúng ta, nhưng mà sẽ không thành vấn đề đâu. Con số của chúng ta đang tăng trưởng rất nhiều rồi. À, ta hiểu rồi. Thật là nghe thấy thật là vui. Chúng ta không được thua bất kỳ một lúc nào cả. Cái thế giới này sẽ phải thay đổi, và ta sẽ là người thay đổi chúng. Phải thằng nào nhỉ? Mình đều biết là các bạn thằng này thằng nào các bạn. Anh em biết nhân vật nào có thể comment phía dưới cho mình biết nhé, để mình đọc comment mình biết luôn thằng này thằng nào đó. Mình lấy lên Google mình kiếm quá. Ok, chúng ta cùng đến với chương 1. Hạt giống, hạt mầm của quỷ dữ. Navigator đây sẽ tìm, sẽ cho cậu biết thêm chi tiết. Từ cái chiến thuật này, thì cái đội Jump Force sẽ chia ra làm 3 đội nhỏ. Đội Alpha tụ tập lại để chống sự xâm nhập của Venom. Đội Beta thì sẽ chiếm lại những chỗ mà bọn Venom đã chiếm. Đội Gamma sẽ tìm kẻ địch để tra khảo để lấy thêm thông tin. Và cậu sẽ tham gia một trong những đội này. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nói chung là mỗi đội sẽ cần một loại sức mạnh riêng. Bây giờ cậu chỉ cần ghé thăm vào mỗi đội để học hỏi xem là đội đó cần cái kiểu gì và cậu thích thì cậu vào. Một khi mà cậu đã tham gia vào đội của cậu, cậu sẽ học được tất cả cái khả năng của đội cậu. À, nếu mà vào tham gia vào Naruto thì sẽ học được cái quả thông lỗ nhị của thằng Naruto đúng không? Ok, bấm B để nói chuyện với tất cả các nhân vật ở sảnh và để nghe xem là các thành viên của Jump Force nói gì. Bấm Y để mở bản đồ khi mà bạn lạc. Bấm menu, mở menu ở sảnh. Ok. Nếu như bạn cảm thấy bị lạc trôi, hãy bấm X để kiểm tra các cái tips. Counters will become fully available after you join the team. Go check and ok. Anh em biết rồi đấy, mình biết đội nào thì mình tham gia đội đó, mình rất thích Naruto. Naruto! Sasuke! Naruto! Where are you? Rồi. Yeah! Nàng ná. Nàng. Đâu rồi? Đây rồi, nó đây rồi. Hello Naruto. Oh yeah. Cậu đây rồi, lính mới. Đây là Naruto, lãnh đạo của đội Gamma. Hãy gọi tôi là đội trưởng Naruto. Tôi thấy cậu có vẻ rất là tâm trạng tốt đúng không? The fuck? Thằng Naruto sang này bên này cũng bị bọn nó trêu à? Này, tôi nghe thấy hai ông nói xấu tôi ấy nhá. Ôi, Kakashi nhá, Sensei. Ôi, Sasuke. Ôi, thằng này có hai mắt rồi, khác rồi à? Hãy nói cho tôi biết, Hyukubu, cậu nghĩ sao về đội Gamma? Oh my god. Mình chợt nhận ra là
Đội này là đội chuyên đi lấy thông tin anh em ạ. Mình lại thích kiểu đánh chiếm cơ. Thế thì làm thế nào bây giờ? Thế mới đau. Hình như là bắt mình phải ghé cả ba chỗ anh ạ. It's ok, it's ok, it's ok. Chẳng lẽ lại vào team giái rồng. Giái rồng ngày xưa có anh trai mình hay đọc thôi. Ngày xưa mình nói các bạn fan của Dragon Ball đừng giận nhá. Nhưng mình không... Nghĩa là nó kiểu... Chuyện nó điêu quá ấy. Các bạn hiểu nó điêu quá là thế nào? Một búng vỡ mẹ trái đất. Mình không thích kiểu đó. Mình thích kiểu nó có tí balance như là cái balance như là cái Naruto ấy. Còn cái đảo hải tặc nghe bảo là cái thằng nhân vật chính Luffy nó cũng thổi tay to mẹ vãi đái ra đấm con nhà người ta đúng không? Đấy thì nó cũng hơi điêu của over quá, mình cũng không thích. Có cái thế giới của Naruto nó mình thấy nó khá là cân bằng. Ok anh này cao quá, không không làm cái trò kia với anh kia anh ấy được. Nè, cảm ơn cậu đã ghé qua. Đây là Son Goku, lãnh đạo của đội Alpha. Thế là cậu là lính mới à? Nào Zoro, đừng có trêu lính mới nữa. What the fuck, sao thằng Gaara lại ở chỗ này này? Đây là đội của chúng ta. Nếu như cậu không phiền khi mà đi với mấy ông này thì cứ tham gia nhé. Tại sao Gaara lại ở giái rồng là sao? Nó Gaara không ở với Naruto. Chúng ta còn một chỗ để ghé thăm. Chúng ta còn có beta. Patrick. À đây rồi. À cậu này thấp hơn mình, có thể làm cho được. Oh yeah. Trời ơi. Cảm ơn cậu đã ghé qua. Đây là Luffy, trưởng đội beta. Cậu có muốn trở thành cướp biển không? Nếu như cậu muốn thì hãy tham gia vào đội chúng tôi. Chúng tôi cũng có Sanji. The fuck. Nếu cậu ổn với một cái đội như thế này thì cứ thoải mái mà tham gia, hoặc nếu không thì tùy cậu. Ok, ok, chúng ta đã xem giới thiệu cả ba đội. So what? Nhưng mình vẫn thích Naruto hơn các bạn. Qua nào vũ tổ nhá. Kể nào vũ tổ, upcoming, upcoming. Đây rồi. Oh my Jesus Christ. Rồi, tôi biết vào đội nào rồi. Đừng nói là mình vào nhầm nhá anh em. Yes. Tôi biết mà. Không gì có thể đánh bại được ninjutsu. Cậu nên biết là tôi còn khó tính hơn thầy Kakashi nhé. Đây là phòng luyện tập. Ở đây thì cậu có thể giả lập các trận đấu, đánh nhau với các loại avatar thông qua những dữ liệu. Những cái dữ liệu ở đây đều đến từ các người trong thành viên Zamfos. Ở ngoài thế giới cậu có thể thử các đối thủ khác nhau, nhưng ở đây thì cậu hãy đánh nhau với tôi. Nào, hãy làm thôi. Hi. Ok.
Nó có một cái thanh. Thanh nó đầy thì chúng ta có thể sử dụng các cái hành động. Chase by pressing. Ok. Ok. À, cái này để chạy anh em ạ. Đấy. Ai ạ. Hay ạ. Giữ RT khi mà đang dưới đất để sạc năng lượng. Ok. Chó. Ui Rasengan này. What the fuck. Này thuật 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 cầu lửa. Ui. Mày hỗn à. Sạc to nhất đi. Ok. Giữ RT và sau đó XIB. Cái này sai ra mà. Trời ạ. Một cái này. Mày. Tiếp. Sạc 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 cả. Ok. À nó đỡ anh em ạ. Ba này sạc được 3, 4, 5. Chạy hộ. Ok. Cái này như kiểu là thuật thế thân đi anh em. Cái LB này. Mày. Mày, mày, mày. Mày. Chết chưa? Mày. Yeah. Die motherfucker. Sorry Naruto. Game nó bắt tôi phải làm vậy nên tôi mới làm vậy với cậu. Ok. Đúng là đánh đồng đội khác được có 250 tiền, lúc nãy đánh được 10.000 lận. Má. Cậu cũng khá là tốt đấy. Được rồi, với tư cách là đội trưởng của cậu, tôi có cái này nói. Có vài người sẽ chê cậu tả tơi nếu như cậu đánh không ra gì. Nhưng những cái thoại thể loại tệ hơn đó là không chống lưng được cho bạn bè. Đăng ký hưu cu bự vào đội Gamma. Thưa Khương Ngài, cậu đã học được một cái khả năng mới ở trong cái trận chiến vừa rồi. Khi mà hấp thụ những cái năng lực mới của kẻ địch cũng như là đồng minh. Đấy,
Ok, hiểu 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 hiểu. Umbrella QB2. Ok được rồi. Rồi. Nói chung là mỗi lần chúng ta đánh với một kẻ địch mới, chúng ta sẽ học được những cái, hấp thụ được những cái khả năng mới và nó truyền vào trong cái cube, cái cục của trong người mình. Đó. Đấy, chỗ cậu càng có khả cậu càng đánh nhau nhiều thì càng có kinh nghiệm ấy, càng khỏe. Thế này thì khác mẹ gì Kakashi cái copy Ninja copy à? Trời ơi, gì này? Sẽ có cá đích à? Hay là cá cá đích hay cái gì nhỉ? Sẽ phải nhìn mặt đã thấy ghét đấy. À, cục của nó này. À, cục thầy nó giấu vào đít anh em ạ. Ôi. Ok. Có trông có vẻ như là cậu đã học được một khả năng mới from each team leader. Ok. Cứ mỗi à những cái chiêu mà chúng ta học vừa rồi là đều đến từ những cái người đứng đầu của đội. Đúng rồi, Lu. Ủa, đâu? Luffy mình đâu có trưởng gì của Luffy đâu ta. À mình có thể đăng, mình có thể học, à không phải học mà mình có thể chọn được các cái khả năng. Ok. Có 3 cái thể loại kỹ năng có thể boost cái khả năng của mình lên. Ok. Cho nhân vật của chúng ta cũng như là đồng minh. Các cái kỹ năng có thể được trang bị giống như là các cái khả năng ở trong cái phần Battle Options. Gain new skills from battle missions drop. Ok. Làm nhiệm vụ thì cũng có ấy. Bây giờ là mình có thể khám phá quanh chỗ này, đi shopping các kiểu, ok rồi. Biết rồi, nó nhiều quá. Biết rồi. Này mai mình không biết trời. Chúng ta chơi quá nhiều game, chúng ta biết rồi. Ok, vậy thì mình đoán là game sẽ có một đống các cái nhiệm vụ chi chít ở trước mặt chúng ta. Và chắc là mình sẽ tạm thời kết thúc cái tập này ở đây. Nếu như anh em thích cái series Jump Force, được hóa thân vào một cái nhân vật mà đéo biết đến nhưng mà lại chơi cùng những nhân vật mà rất nhiều người biết đến ở trong cái series này thì hãy comment cho mình ở phía dưới để cho mình biết là các bạn thích cái series này và muốn ra các tập tiếp theo. Thì ngoài ra anh em hãy cho mình một cái subscribe cho kênh của mình, một cái like cho cái video đầu tiên này để cho mình biết là anh em thực sự ủng hộ kênh mình. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và tạm biệt.